Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim khoa học viễn tưởng về quái thú hót hòn hoặc cuộc chiến tương lai. Có một loại quái vật mật lờ răng cá mập, chúng có khả năng phóng gai rất mạnh và khả năng hủy diệt tất cả mọi thứ. Chúng đã chiếm lĩnh tất cả địa cầu. Bọn này vô cùng tàn bạo và độc ác hết cỡ. Chúng đi đến đâu là ăn thịt con người đến đấy. Lớp da bên ngoài của chúng cứng như giáp, đến súng đạn cũng không thể nào đỡ lại chúng. Liệu loài người có tiêu diệt được loài quái vật hung ác này hay không? Mời các bạn hãy cùng Sakura xem review hôm nay nhé. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2022. Hôm nay trên sân thi đấu quốc tế giữa Brazil và Qatar, hiện có hơn 200.000 người đang theo dõi trận World Cup này lửa này. Đột nhiên bầu trời tối sầm, giữa sân cỏ xuất hiện một hố du nhân tạo, sóng xung kích tỏa ra khiến mọi người hết sức sửng sốt, ít nhất có vài trăm nghìn người được tận mắt chứng kiến. Trong hố run xuất hiện một nhóm người đến từ tương lai, sau đó hơn 30 chiến binh trang bị ngập răng từ trong bước ra, ngay cả những khán giả đang xem truyền hình cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa. Trong số đó có một chị gái da đen tự xưng là người của 30 năm sau, ở nơi đó hiện đang diễn ra cảnh tượng chiến tranh bi thảm. Con người bị sinh vật không xác định đánh bại, nền văn minh trái đất sắp bị hủy diệt, theo thống kê không hoàn chỉnh. Tổng số người trong kỷ nguyên đó chỉ còn dưới 500.000 người. Lại một tuần trôi qua, dấu tích của con người sắp bị xóa sổ khỏi trái đất mãi mãi. Chị da đen là người dẫn dắt của nhóm 30 người này. Họ đều là những nhân tài hàng đầu thế giới tương lai, và họ cần sự trợ giúp của nhân loại năm 2022 để có thể đánh bại cuộc chiến mang tính nhân loại. Tin tức vừa truyền ra, nhân loại toàn cầu đoàn kết hơn bao giờ hết. Họ đã tụ tập trong thời gian ngắn, hết đợt lính này đến đợt lính khác, thông qua công nghệ dịch chuyển trong tương lai. Họ đi đến 30 năm sau hỗ trợ con người tránh khỏi diệt vong, mà chính phủ các nước trên thế giới giáo giết tìm và chiêu mộ thêm nhiều binh sĩ, từ mọi ngành nghề không kể trai gái già trẻ, chỉ cần có tư chi đầy đủ mà thôi. Họ sẵn sàng viện trợ bằng mọi giá, mỗi chu kỳ viện trợ sẽ là 7 ngày, hết thời gian thì sẽ được dịch chuyển trở lại. Tỷ lệ người sống sót là 3 trên 10 thậm chí còn thấp hơn. Trong thời gian ngắn đã bắt đầu xuất hiện những cuộc bạo động, biểu tình phản đối cuộc chiến. Các gia đình đều không muốn người thân của mình đi viện trợ, vì dẫu sau ngày này của 30 năm vẫn rất hòa bình. Danny là một chuyên gia sinh vật. Anh có một mái ấm nhỏ hạnh phúc, con gái anh nằm mơ gặp ác mộng. Cô bé sợ bố mình bị bắt đi quân dịch và hy sinh ở tương lai. Nhưng điều cô bé lo lắng đã đến ngay sau đó. Lúc anh đang đến lớp thì đột nhiên nhận được thông báo. Cơ quan yêu cầu anh đến căn cứ quân sự ngay lập tức, từng là cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq. Anh là người đầu tiên được gọi đến điểm chỉ định. Sau khi cởi áo ngoài, ký vào hiệp ước sinh tử, Danny đưa cánh tay mình vào thiết bị màu xanh. Tất cả thông tin về anh ngay lập tức hiện trên hệ thống, thậm chí bao gồm thời gian chết trong tương lai của anh. Nhân viên công tác nói anh biết, anh sẽ về với ông bà sau 7 năm nữa. Biết được thời gian ngủm củ tỏi của mình, Danny vô cùng căng thẳng. Người lính nhấn công tắc, ngay lập tức anh gào lên trong đau đớn. Cánh tay anh đã được gắn 3 con chip liên tiếp, một bộ băng tay dịch chuyển đã được đeo lên tay anh. Nữ binh sĩ nhanh chóng phổ biến các điều khoản quân sự. Anh chỉ có 24 giờ để sắp xếp hậu sự và phải báo cáo lại trong thời gian quy định. Danny vẻ mặt bất mãn nhận lấy hợp đồng, tìm đến vợ con nói lời từ biệt. Vợ của anh nghe xong thì vô cùng lo lắng cho củ khoai của mình, vì một khi đã đi thì lấy khoai đâu mà nướng bây giờ. Cô nàng khuyên anh nên đi đến gặp ông bố để tháo cái vòng tay cảm biến này ra, và họ sẽ cùng nhau trốn về Việt Nam sống. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai cha con không được tốt lắm, cứ gặp nhau là như hai người lại ông nói gà bà nói vịt, chẳng hề chịu nhường nhịn đối phương một chút nào, chỉ biết trách móc nhau vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà thôi. Cô vợ lúc này thì cũng đã hết cách, có ý định sẽ chuyển về đảo Phú Quốc định cư tại nơi này, nhưng Danny thừa biết có trốn đằng trời thì họ cũng sẽ tìm ra. Anh ngậm ngùi kể lại mọi chuyện cho cô con gái nhỏ nghe, cô bé nghe xong thì bắt đầu buồn bã giận hờn ông bố. Danny an ủi con gái rằng bố hứa với con bố sẽ sớm quay về. Cuối cùng thì ngày nhập ngũ cũng đã đến. Hàng trăm nghìn người cùng lúc tiến vào căn cứ quân sự. Đa số người ở đây đều là người bình thường, người có kinh nghiệm chiến đấu như Danny không nhiều. Trong đó có một anh da đen mặc áo thun cẩm thường đã viện trợ đến 3 lần. Chắc là do anh ngại sống lâu mới đi nhiều như vậy. Huấn luyện viên nói điểm yếu của vuốt trắng là cổ và bụng. Cứ bắn nát đầu nó cho Sakura là ok nè. Mọi người đều đã tiếp nhận vài giờ huấn luyện. Tưởng chừng ăn bánh uống nước nghỉ ngơi vài bữa mới ra chiến trường. Ai dè mới đêm đầu tiên mà còi báo động đỏ đã báo lên. Thế giới tương lai cần viện trợ ngay lập tức. Danny đi hỏi thăm, chị da đen nói thế giới tương lai không chờ đợi một ai, vì phòng thí nghiệm ở đó đã bị tấn công. Nếu họ mất hết những tư liệu và ADN của những con quái vật vuốt trắng, thì loài người sẽ hoàn toàn thua cuộc. Cơn ác mộng của họ cũng bắt đầu. Hàng trăm nghìn người ùn ùn tiến về phía trước, đa số họ đều là dân thường còn chưa chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người đều mặc vũ trang, đứng xếp hàng trước cổng dịch chuyển. Mệnh lệnh được hạ xuống, một chùm tử điện sáng chói xuất hiện trên đầu họ.
một tấm màng trong suốt đầy màu sắc sâu thẳm tạo thành đường hầm, rất nhanh đã kéo tất cả binh lính tiến thẳng lên trời. Người chỉ huy nhìn những người lính sắp chết này mà lòng đầy thương tiếc, những quân nhân trong phòng điều khiển giống như một cỗ máy, một số người thậm chí còn không biết sử dụng vũ khí. Đếm ngược 3 giây, màn hình hiển thị dịch chuyển bắt đầu, vô số binh lính trong phút chốc được lượng tử hóa, từng người một bay lên không trung, cảnh tượng hết sức hãi hùng. Bỗng nhiên vào thời khắc Danny bay lên, tọa độ của thiết bị xảy ra sự cố, và cơn ác mộng của họ đã bắt đầu. Một hố rung đột ngột hiện lên bầu trời thành phố Miami, hàng trăm người xuất hiện ở giữa không trung. Họ bắt đầu rụng như sung và tiếp xúc bằng đầu. Do sai sót trong tính toán tọa độ, lượng lớn các binh sĩ bị đập xuống nóc nhà. Một số người đã rơi thẳng vào chiến trường bị thiêu sống. Danny đang tận dụng từng giây, rơi xuống với vận tốc 100 cây chuối trên giờ. Anh gần như đã dùng hết may mắn của đời này cho việc rơi vào bể bơi. Cùng lúc cũng có mấy người rơi xuống, Danny bị đồng đội khác đè xuống đáy bể. Anh cả người ướt nhẹp trèo ra khỏi bể bơi. Mới có đổ bộ thôi mà muốn chết hết một nửa số quân lính. Không biết khi đối đầu quái vật kiểu này còn mấy mạng đây. Nhìn về thế giới năm 2051 trước mắt, chẳng khác nào cảnh tượng địa ngục trần gian. Đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc thảm sát thì đúng hơn. Cô gái lấy ống nhòm ra quan sát. Vài người binh lính sống sót đã bị giết ngay sau khi tiếp đất. Danny nhận được một tin nhắn vô tuyến. Anh đã được chọn làm đội trưởng một tiểu đội, nhận được tin tức rằng một giờ sau, thành phố nơi họ đang đứng sẽ lập tức bị máy bay dội bom. Nhiệm vụ của họ chính là lấy ống thuốc độc giết chết quái vật vuốt trắng. Nó nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm. Danny nói nào mấy chế theo em đi tham quan ổ của quái vật nào. Anh Kim luôn trung tâm giới thiệu việc làm cho bà con cô bác. Nhìn giúp em để quái vật mà lú đầu ra là mình chạy. Chứ muốn về nhà thì hạn chế đi nhỡn nhơ trước mặt tụi nó dùng em cái. Anh áo gừng tranh thủ nhặt đạn của những người đã chết trước đó. Nếu mà có đối đầu quái vật cũng có kẹo đồng mà xài. Danny dẫn đội tiến vào tòa nhà, bức tường dính dày đặc chiếc gai xương kỳ lạ, đó là vũ khí của những sinh vật vuốt trắng. Chúng mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của một viên đạn. Trước cửa thang máy họ phát hiện một con vuốt trắng đã chết, một binh sĩ cúi người xuống, cắt móng vuốt của nó để làm kỷ niệm. Đám người ngẩng đầu nhìn, mấy chục binh lính giống như bị hiến tế, treo lủng lẳng ở trung tâm tòa nhà một cách đáng sợ. Đám người vô cùng căng thẳng tiến vào phòng thí nghiệm. Họ thuận lợi lấy được ống thuốc chuẩn bị rời khỏi chiến trường. Anh cẩn thận cho chúng vào một chiếc hộp để dễ di chuyển. Mà thời gian để bọn họ thoát khỏi nơi này chỉ còn 5 phút mà thôi. Máy bay tiêm kích chuẩn bị khởi hành ném bom thành phố Miami. Nếu không sớm rời khỏi họ cũng sẽ ngủm vì bom dội. Anh Béo và một đồng đội đã nhìn thấy bọn vuốt trắng tìm đến họ. Danny chỉ huy đội nhanh chóng men theo thang thoát hiểm xuống dưới. Đang di chuyển thì Danny nghe tiếng động lạ, hình như có cái gì sai sai thì phải. Thì xúc tu của con quái thú bất ngờ xuất hiện. Danny bật đèn pin lên soi, chỉ thấy 3 con vuốt trắng đang nhìn chằm chằm vào họ. Miệng chúng phát ra những tiếng gầm vô cùng quái dị, chúng đột ngột bắn gai đâm xuyên một binh sĩ. Danny liền hạ lệnh mưa đạn bắn thấy mợ con quái, nhưng lớp da của con vuốt trắng vô cùng cứng cáp. Trong đó có một con nhảy xuống điên cuồng lao đến, cơn mưa đạn bắn ra cũng không thể cản nổi nó, mà nó còn chủ động tấn công đáp trả. Bên này số lượng quái thú lao xuống càng ngày càng đông, một người binh sĩ đã bị quái thú nuốt trọn, 2 người, 3 người, cuộc thảm sát khốc liệt hơn xa họ tưởng tượng, tình hình ngàn cân treo sợi bún. Súng trường cũng không thể tạo chút thương tổn nào cho quái thú. Dưới sự đàn áp của súng máy hạng nặng, con quái thú đã bị trúng đạn phần đầu rút lui trở lên trên. Anh Béo chơi khô máu vừa bắn vừa lui. Người binh sĩ tiến vào cửa ngay lập tức bị con quái đụng bay. Chúng sở hữu sức mạnh trâu bò đầu thai. Người binh sĩ đó đã bị tha đi. Một con quái thú khác nhảy vọt vào. Danny dùng tất cả số đạn mới bắn gãy cánh tay con quái. Nó càng điên tiết hơn lao thẳng tới. Danny nhanh chóng đổi sang súng ngắn tiếp tục bắn. Nhưng hết đạn rồi phải làm sao đây? Anh xoay người đập vỡ kính, lấy ra một cái rìu phòng vệ rồi nhắm ngay đầu nó bổ xuống. Quái thú lùi lại, đầu nó đã bị xuyên thủng nhưng vẫn liều chết phản kháng. May thay đồng đội đã đến kịp lúc, sau 2 phát súng đẹp mắt con quái đã đi đầu thai kiếp khác. Đám quái thú này chúng rất thông minh, liền hú lên để kêu gọi bầy đàn cùng nhau tấn công úp sọt con người. Họ nhanh chóng chạy đến đường lớn, máy bay chiến đấu chỉ còn 30 giây nữa là đến. Đám quái vật vẫn không tha bám theo sát đít họ. Theo lệnh của sở chỉ huy họ phải đi xuyên qua đám khói đỏ, vì đó là khu vực máy bay ném bom. Thành công xuyên qua khu vực, thấy chiếc xe bọc thép đã đến hỗ trợ, đám người vô cùng vui sướng. Hy vọng đang ở trước mặt trong nháy mắt đã tan tành, binh sĩ trong xe bọc thép toàn bộ đều bị diệt sạch, mấy người sợ quéo đích. Họ liều mạng mở con đường máu tiến thẳng lên, càng nhiều quái thú lại xông đến, phát ra tiếng gầm lớn kêu gọi đồng loại của chúng tới. Tất cả con quái nghe được tiếng kêu liền tập trung lại săn mồi, mà máy bay chiến đấu đã đến rất gần thành phố. Một binh sĩ đã bị quái thú đâm xuyên, 2 người, rồi lại 3 người. Danny nổi điên xả đạn cho con quái vật ăn đủ mới chịu. Bộ chỉ huy liền hạ lệnh bắt đầu đánh bom giải thảm.
Tiểu đội số 1 đã hoàn nhiệm vụ di tản, tiểu đội số 2 tiếp tục ném bom oanh tạc. Danny đang ở tâm điểm, anh bắn vỡ cửa kính một tòa nhà, rồi dẫn đội chạy vào đó. Từng quả bom rơi xuống, quái thú giống nhận được lời kêu gọi, chúng không ngừng lao thẳng về chiến trường. Một anh béo từ trên cầu ngã xuống, đám quái thú nhảy khỏi lan can. Danny chuẩn bị xuống dưới cứu đồng đội, mọi người trong tiểu đội cùng lúc yểm hộ. Nhưng rất nhiều binh sĩ lần lượt bị thương, đám quái thú nhảy vồ về phía họ. Nữ binh sĩ và anh béo bị thương vì cứu đồng đội, đã tình nguyện ở lại ngăn cản quái thú. Máy bay tiêm kích quay trở với vô số bom nướng chín đám quái vật, cho bọn chúng biến thành thịt nướng BBQ. Cả thành phố lại lần nữa đã bị ném bom. Khi tỉnh lại, Danny đã nằm trong phòng trị liệu, nhìn thời gian trên băng tay, nhưng anh không nhìn thấy những người đồng đội khác. Đến căn cứ quân sự tương lai của 30 năm sau, nhìn thấy bé Cẩm Hường ngồi thơ thẩn bên đống quan tài thì anh lại tám chuyện một chút. Cẩm Hường nói mình mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống 6 tháng nữa, nên quyết định đi tiêu diệt quái vật để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Đang nói chuyện thì chỉ huy cho gọi Danny, anh nhìn thấy chỉ huy cảm giác thân quen đến lạ thường, thì ra đó chính là con gái anh Muji của 30 năm sau. Người đàn ông xuyên đến thế giới tương lai, lại gặp được cô con gái của mình 30 năm sau. Nhưng họ chưa kịp nghỉ chân, thì lại ngồi lên chiếc trực thăng đi đến chiến trường. Quái thú dưới mặt đất không ngừng thảm sát tất cả sinh vật của địa cầu. Muốn tiêu diệt hoàn toàn quái thú cần phải bắt sống được con quái thú chúa, lấy máu của nó chế ra virus. Hang ổ của quái thú đã bị con người chiếm đóng, lúc đang thử bắt con quái thú chúa. Trực thăng dừng trước một cái hang động của con chúa, sau đó đưa binh sĩ xuống chi viện. Hơn 10 binh sĩ của 30 năm sau đang dốc sức kéo sợi dây, trong động truyền ra một tiếng động lớn, hai con mắt phát sáng rồi biến mất dần trong bóng tối. Đột nhiên một con quái thú màu trắng xuất hiện, tất cả binh sĩ đều bị đánh ngã, bị đập đầu, bị cắn xé làm đôi. Thấy đám binh sĩ sắp bại trận, chỉ huy cũng tham gia kế hoạch bắt giữ. Con chúa là con cái nên nó to hơn và hung hãn hơn những con được gấp nhiều lần. Lúc này con nữ hoàng vùng vẫy bắt một anh lính lên muốn mờ lem. Đại tá Muji thấy vậy đâu có để cho nó yên, chỉ thấy cô nhắm chuẩn vào mục tiêu thành công bắt đứt xúc tu của con quái thú. Thấy con quái thú sắp chạy, binh sĩ đã phát động hỏa lực, ép con quái thú quay trở lại. Lần này nó còn điên hơn lúc trước, quyết liều mạng để thoát thân. Dường như sức của con người không địch nổi con quái vật vuốt trắng chúa này, nó gầm lớn vang trời. Quái thú xung quanh nghe thấy tiếng gọi của quái thú chúa thì ùn ùn lao trở về động. Danny thấy thế lập tức leo xuống ngăn cản, anh muốn cứu con gái mình. Buông em ra, em chỉ muốn xin giấu răng chị này một cái thôi mà. Danny dùng chính gai của nó đâm vào đít quái vật, nó đau đớn muốn ẻ trong quần luôn, nên đám người có thể bắt nó cho vào lòng một cách dễ dàng. Sau những nỗ lực không ngừng của mọi người, cuối cùng con quái thú chúa đã bị nhốt vào lồng. Sau đó mệnh lệnh hạ xuống, chiếc lồng được kéo ra khỏi mặt đất. Nhưng lúc này, thủ vệ của con quái thú chúa cũng đuổi theo sau. Chúng nhảy vọt lên bay lướt trên không trung, nhưng cuối cùng đã bị chặn đứng. Một chiếc trực thăng đã bị đám vuốt trắng bám lấy tấn công gay gắt, cuối cùng đã rơi xuống phát nổ, giờ sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Hai cha con Danny phải tự tìm cách thoát khỏi nơi chết tiệt này. Cũng may còn một chiếc xe bọc thép, nên Danny lái, còn Muji cầm súng mưa đạn vào bọn chúng. Cuối cùng hai cha con cũng đã thoát ra bờ biển. Muji lấy súng bắn tín hiệu lên bầu trời. Tại đây cô cũng nói lên nỗi lòng của mình. Thì ra năm cô 12 tuổi bố và mẹ chia tay nhau, đến năm cô 14 tuổi thì ông bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Muji đã rất hận bố vì chính ông đã đẩy gia đình vào bế tắc không thể cứu vãn. Chạng vạng tối, họ đã dẫn con quái thú chúa về đến căn cứ trên biển. Đây là phòng tuyến cuối cùng của loài người thời bấy giờ. Tại đây họ cũng để thiết bị zoom liên dịch chuyển về quá khứ cầu viện. Để phòng con nữ chúa thức tỉnh nên cứ cách mỗi tiếng, họ sẽ tiêm cho em nó mớ thuốc mê cực mạnh, tha hồ mà ngủ với mơ luôn nhé con. Tiếp đó nữ chỉ huy đã lấy máu của nó để nghiên cứu ra virus. Trải qua 7 lần 749 lần thử nghiệm đủ 50 sắc thái các kiểu, virus cuối cùng đã được bào chế thành công. Ngay khi có ống thuốc độc, cô liền đưa mẫu thử thành công cho bố, để ông đem nó về tương lai bào chế số lượng hàng loạt. Chưa nói xong thì con nữ chúa đã thức tỉnh hét lên kêu gọi bầy đàn. Tiếng thét đinh tai nhất óc đã kéo lũ quái vật từ trong đất liền mò tới, đột phá hàng phòng ngự. Chúng có thể di động ngay trên biển, đám quái thú vượt qua hàng rào sắt, trèo lên tường cao. Trận mưa bom bão đạn cũng không thể cản lại bước chân của chúng. Chúng di chuyển vô cùng linh hoạt, phá vỡ từng lớp phòng thủ. Danny cùng con gái lao ra ngoài tác chiến. Bình thường bọn vuốt trắng này đã mạnh không ai chơi lại chúng, vậy mà kéo cả binh đoàn sang tấn công loài người. Liệu con người có thể chống lại lực lượng chênh lệch lớn này hay không? Bởi thời gian dịch chuyển đã đến, họ cần phải mang theo ống thuốc virus trở về thời hiện tại. Để ngăn chặn sự bùng nổ của cuộc chiến này ngay từ trong trứng nước, sau đó bọn quái thú đột phá, con quái thú chúa cũng đã được giải thoát. Con nữ chúa khi thoát được nói nhớ mặt của nữ chỉ huy, nên tổ chức bầy đàn càn quét căn cứ loài người, quyết tìm giết chết nữ chỉ huy và bố của cô cho bằng được. Danny và con gái tựa lưng vào nhau bắn phản công.
Ngay lúc hai cha con Danny chạy về phía trực thăng, họ đã bị con quái thú chúa phát hiện. Con quái thú tấn công đâm xuyên người con gái. Nơi này giờ đã gần như bị thiêu rụi bởi đợt tấn công của bọn chúng. Chưa hết, một chiếc tàu lớn còn đâm thẳng làm sập một trụ của căn cứ. Vụ nổ phát sinh đã thiêu đốt mọi thứ. Nữ chỉ huy biết rằng mình sống không còn được bao lâu nữa, nên cô đã dặn dò người bố rằng bố nhất định phải sống sót quay trở về. Ngay lúc hai người đang nói lời từ biệt, con quái thú chúa cũng đã tìm được họ. Chỉ có ống thuốc độc này mới có thể giết chết bọn chúng. Ngay khi con nữ chúa định mở lem hai cha con thì phản ứng dây chuyền do vụ nổ gây ra đã khiến nền nhà sụp đổ. Sau đó nữ chỉ huy đã ngã xuống. Danny đau đớn vô cùng, anh không nghỉ nhiều liền nhảy xuống theo con gái. Mà bên dưới mặt biển, đám quái vật đã đông nghẹt, chúng chỉ chờ đợi thời khắc này để làm thịt con người là xong. Trong quá trình rơi xuống, thiết bị dịch chuyển đã khởi động, Danny cũng đã trở về năm 2022. Sau đó anh đã biết con người đã mất liên lạc với tương lai. Anh ấy không còn khả năng xuyên không để giết chết quái vật được nữa, chắc chắn con người sẽ diệt vong trước cuộc chiến này. Cho dù có hôn mê bất tỉnh, anh vẫn nắm chặt ống thuốc. Vợ anh bật khóc khi thấy chồng mình an toàn quay trở về. Khi về nhà nhìn thấy cô con gái bé nhỏ mừng bố, anh đã hạnh phúc ôm cô bé vào lòng thật chặt, thề rằng mình sẽ không để cô bé chết thảm trong tương lai. Tiếp đó Danny đã liên hệ với những đồng đội cùng trở về. Còn có người bố từng làm lính của mình, tiến hành kiểm tra móng vuốt của quái thú, và họ đã biết được, thì ra quái thú không phải đến từ tương lai, mà vào hàng nghìn năm trước nó đã đáp xuống Bắc Cực, chỉ là địa cầu nóng lên đã khiến các dòng sông băng tan chảy, nên đám quái thú này mới thức tỉnh. Đám người sau khi biết được mọi chuyện, đã lập tức tiến đến nơi sâu nhất của Bắc Cực, tìm kiếm tung tích của quái thú, chặt đứt khởi nguồn của mọi chuyện, sau đó kiểm tra hiển thị của xung điện tử. Họ đã tìm được phi thuyền của người ngoài hành tinh ẩn giấu dưới lớp băng. Sau khi vào trong, họ phát hiện những con quái thú không phải là kẻ xâm lăng, mà kẻ xâm lăng đã dẫn chúng tới. Họ nhìn thấy những lồng ấp trứng trước mặt, thì ngay lập tức tiêm chất độc giết chúng ngay còn khi trong trứng nước. Sau khi tiêm được vào, quái thú đau đớn dãy giụa gầm rú. Cuối cùng chúng đã bị dung hòa thành một đống máu và xương. Những con quái vật khác đang còn trong lồng ấp, cảm giác được nguy hiểm lập tức xông ra. Ông lão và anh béo thủ sẵn ở bên ngoài, lúc đang tiến hành công kích, thì súng của anh béo đột nhiên xảy ra sự cố, vào thời khắc sinh tử tồn vong. Anh nhặt được chiếc cưa máy quét chơi khô máu với con quái. Cùng lúc đó, chị da đen ở nơi sâu trong phi thuyền đã phát hiện càng nhiều lồng ấp trứng hơn. Giờ phải chi mang theo ít rau dâm và muối tiêu chanh thì hay biết mấy. Hiện giờ chỉ có cho nổ phi thuyền mới có thể hủy diệt hết chúng được. Sau đó anh da đen ấn công tắc, một quả cầu lửa bốc lên khỏi mặt đất. Danny bị nổ bay ra hàng trăm mét. Cuối cùng bố anh đã nói với anh, có một con quái vật chúa đã thoát ra. Hai bố con đi tìm tung tích con quái vật, cuối cùng đã phát hiện ra nó. Ông bố làm một cái mù nhìn cho quái vật chơi đùa, sau đó dùng súng ngắm từ xa úp sọt nó, nhưng con này trâu bò không thể tả nổi. Chỉ thấy nó điên cuồng lao về phía họ, ngay lúc con quái vật nhảy lên, Danny lái một chiếc xe trượt tuyết lao đến, tiếp đó hai người liên thủ tấn công. Nhưng tuyết trên đỉnh núi quá nhiều, con quái vật đã biến mất trong biển tuyết trắng. Ngay lúc hai bố con cẩn thận phòng bị, quái vật đột nhiên xông ra, hai bố con vội vàng nhấc súng lên ứng chiến. Quái vật chúa chủ động tấn công, đánh bay súng của Danny. Sau đó lại phóng một phát đâm vào đùi anh lập tức ngã xuống. Danny rút chiếc gai xương ghim trong đùi ra, Danny nắm chuẩn thời cơ đâm mạnh vào đầu nó, mà bố anh cũng ăn theo đâm thấy bà nó. Một mắt của con quái vật đã bị đập nát, nó vùng vẫy trong đau đớn. Giờ nó đã không còn nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể khua khoái loạn xạ. Nắm lấy thời cơ, anh liền đâm mạnh độc tố vào cẳng tay quái vật. Rất nhanh độc tố phát huy tác dụng, ngay lúc Danny đang đắc ý, nào ngờ con vật thể mẹ này trực tiếp cắt đứt cẳng tay của mình. Sau đó gầm lên giường như muốn tuyên bố rằng nó đã thực sự nổi giận. Ngay lúc nó đang lần theo mùi máu của bố Danny, anh đã nhảy lên lưng quái vật dùng móng vuốt mà đồng đội để lại, đâm mạnh vào cổ con quái vật. Con quái vật đau đớn không ngừng dãy giụa. Cơ hội đã tới, anh liền lấy ống thuốc độc ra thưởng cho nó một phát nữa. Lần này xem mày còn nổi điên được nữa không. Sau đó dưới tác dụng của thuốc độc, đầu con quái vật đã bắt đầu bị dung hòa. Danny gào lớn đạp bay con quái vật xuống núi. Với sự bào mòn của thuốc độc, nó cuối cùng đã đập mạnh vào đá và biến thành một vũng máu. Cuối cùng hai bố con đã cứu được thế giới này. Trên TV, một ông quan chức nào đó tự nhận mình đã tấn công ổ quái, cứu lấy thế giới trong tương lai. Danny chẳng quan tâm mấy chuyện đó, anh đoàn tụ với gia đình nhỏ bé của mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Trong cuộc sống hiện thực, họ đều là những con người bình thường. Nhưng đứng trước thảm họa, thì những người bình thường này đã trở thành những người anh hùng. Không biết ở Bắc Cực có loài quái vật như vậy không nhỉ? Nhưng có một hiện thực mà thế giới phải đón nhận, đó là khí hậu nóng lên. Băng hai cực đang dần tan nhanh hơn bao giờ hết. E rằng tới 2051 quái vật không xuất hiện, thì chúng ta cũng đã có nhiều bể bơi hơn rồi đúng không nào? Nam chính Danny vì muốn thay đổi số phận chết thảm của con gái, anh cùng đồng đội anh dũng phá nát ổ quái vật thay đổi số phận của cả tương lai loài người.
Cái kết thật cảm động và ấm áp đúng không nào các bạn? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.